Xin chào các bạn. Tuần trước, tôi có nhận được một số dĩ pháo đồ chơi từ một người bạn. Đây là loại pháo mà tôi đã thấy nó từ thời thập niên 90. Bạn cũng biết, loại này sẽ phát ra tiếng nổ lớn, có lực tác động lên nó. Hãy thử đặt một viên pháo lên kìm và gõ búa vào. Tôi lấy một kẹp gỗ có lò xo, đẩy miếng gỗ lệch sang một bên để tháo các bộ phận của kẹp rời ra như bạn thấy ở đây. Tiếp theo, ấp mặt lưng của hai miếng gỗ lại, đối xứng với nhau qua khe ở giữa. Rồi dùng viết đánh dấu một đoạn ngắn ở mảnh trên tại vị trí như bạn thấy, mảnh dưới tại góc và bên trong của cả hai mảnh gỗ như thế này. Dùng dao khắc tất cả các khu vực được đánh dấu và làm nhẵn hai rãnh dọc ở bên trong. Khi đã hoàn thành hai mảnh vừa được cắt, ta ghép chúng lại với nhau giống như lúc ban đầu và rồi một khoảng trống được tạo ra. Sau đó lấy một thanh sắt cứng, chèn nó vào khe này và nhớ để nó nhô ra một đoạn khoảng 3mm. Đây là khoảng cách rất quan trọng để làm nổ pháo. Bạn sử dụng keo siêu dính, nhỏ giọt lên thanh kim loại và dán chặt nó vào gỗ, đồng thời ta quấn thêm dây chỉ để nó được chắc chắn. Rồi dùng kìm cắt bỏ phần kim loại dư ở đầu này đi. Tiếp theo, bạn chèn lò xo vào với một chân bên trong và chân còn lại ở phía bên ngoài, như bạn thấy cách tôi đang làm. Tất cả đã hoàn thành và cách hoạt động của nó sẽ như thế này. Bây giờ bạn lấy một khoanh pháo tự vỉ, tách ra một viên với phần trắng là nhiên liệu giúp pháo hoạt động tạo ra tiếng nổ. Tiếp theo, chèn nó vào khoảng trống này sao cho mặt nhiên liệu quay vào đầu kim loại. Khi ta bóp cò, lò xo sẽ bật vào thanh sắt và tạo áp lực lên viên pháo, nó phát nổ với âm thanh rất lớn. Tôi nghĩ một trong số các bạn đã từng chơi loại pháo này. Giả sử bạn đã ăn được một nửa gói snack khoai tây và quyết định giữ lại để sử dụng sau này, bạn biết rằng gói snack phải được đóng kín lại. Nếu đóng không chặt, không khí sẽ lọt vào và làm snack bị nghiền đi. Khi ăn, chúng sẽ không giòn và cho hương vị thơm ngon như trước đây. Sẽ không còn tình trạng như vậy xảy ra một lần nào nữa. Bạn hãy sử dụng các kẹp văn phòng phẩm có kích thước lớn như thế này và thêm hai thanh ve kem cầm tay được làm bằng gỗ nhẹ. Sau đó dùng keo nóng nhỏ một vài giọt vào vị trí ở giữa thanh ve kem và dán kẹp vào sao cho nó tạo thành hình như hai cánh máy bay. Tất cả các kẹp đã sẵn sàng, bạn có thể kẹp gói snack lại theo cách như vậy. Và tất nhiên, các kẹp không chỉ sử dụng cho riêng gói snack khoai tây mà còn có thể sử dụng cho nhiều thứ khác nữa. Gần đây, tôi bắt đầu sử dụng máy xay hạt tiêu thay thế cho tiêu đã được nghiền sẵn. Khi ta xoay chai hoặc nắp, tiêu sẽ được nghiền và bật ra ngoài. Nhưng thực tế giá của nó khá cao. Nhà sản xuất cũng muốn bạn mua mới toàn bộ khi hết tiêu. Thật ra đây là một dụng cụ có thể tái sử dụng. Bạn dùng tay xoay ngược chiều kim đồng hồ để mở nắp ra. Nó được cấu thành từ hai bộ phận riêng biệt. Bạn có thể dễ dàng thêm những hạt tiêu mới từ gói vào chai này và đóng nắp chặt lại như lúc ban đầu. Cơ chế hoạt động của nó vẫn y như cũ, không bị hư hại gì và bạn sẽ tiết kiệm được một số tiền. Đối với ý tưởng này, bạn cần một hộp bánh khoai tây loại 160g và hai ống giấy cứng được lấy ra từ các cuộn giấy dán tường. Dùng bút lông kẻ hai vòng tròn ở góc của hộp, rồi dùng dao khéo léo cắt dọc theo các đường đã vẽ. Loại bỏ mảnh cắt, chúng ta sẽ có được hai lỗ đối diện nhau. Tiếp theo, ta chèn ống giấy vào lỗ theo hướng xéo lên và dùng keo nóng dán cố định lại. 2 hours later. Mọi việc đã xong. Đây là một giá phơi giày trong nhà. Nếu giày bị ướt, hãy đặt chúng vào hai cạnh ống giấy và để máy sấy tóc lên trên. Luồng không khí nóng từ máy sấy sẽ đi qua các ống đến giày và làm khô nó rất nhanh. Có lẽ đây là một ý tưởng rất hữu ích. Bạn sử dụng ruột của một cây bút bi, dùng kìm tháo đầu kim loại của bút bi ra và sử dụng bông thấm nước. Nhẹ nhàng chèn nó vào rồi từ từ đẩy lượng mực bên trong ra ngoài. Nhớ lót giấy để hứng mực đang chảy ra. Tốt hơn nên rửa với nước để loại bỏ hết lớp mực còn lại. Bây giờ lấy dây chỉ và dây kẽm loại nhỏ, buộc dây kẽm vào dây chỉ một cách gọn gàng, rồi lồng vào ống, kéo dây qua khỏi ruột viết một đoạn, sau đó cắt nút thắt đi. Tất cả đã xong, chúng ta đã làm được một cò sơn tự chế, có thể sử dụng trong những lúc cần thiết. Khi đầu cò hết tác dụng, ta kéo dây ra và nó sẽ trở lại như mới. Để thoát khỏi sự buồn chán, những thứ này sẽ có ích. Nước suối, bạn cần tháo nắp của nó và đổ nước ra ly. Việc này chắc sẽ không giúp bạn đỡ chán hơn đâu. Hãy lấy một mũi khoan với đường kính bằng đầu bút bi và tạo lỗ trên nắp ở các khoảng cách khác nhau từ trung tâm. Nhìn nó như một khay bánh lọt tí hon. Bây giờ chúng ta cần hai cuộn băng keo. Một loại là keo hai mặt, loại kia là tùy ý nhưng phải có vòng tròn bên trong rộng. Với keo hai mặt, tôi cắt một đoạn bằng chu vi của đường tròn bên trong cuộn keo này và dán ngay nó vào viền trong để chống trơn trượt. Và đó là nó, cái này gọi là Stereo Wrap. Để nó hoạt động, bạn đặt nắp có lỗ vào cuộn keo, chèn bút bi vào một trong số lỗ đó và bắt đầu xoay tròn. Nắp chai sẽ lăn và dính vào mép keo hai mặt. Các nét vẽ sẽ tạo ra các hoa văn khác nhau trên giấy. Tùy vào lỗ khác nhau sẽ tạo ra nét vẽ khác nhau. Nếu bạn lấy lỗ ở tâm, thì hoa văn sẽ giống như một đường tròn đồng nhất. Và càng gần mép của nắp, đường kính hoa văn sẽ càng lớn.
Hoạt động homing này có thể sẽ giúp bạn giảm bớt được sự chán nản. Đến đây là kết thúc video rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.